new package đa hình. Trong phần đa hình này thì người ta sẽ định nghĩa một cái class đầu tiên là động vật. Class này nó là abstract và nó chỉ có một phương thức là speed thôi. Như vậy thì trong cái phần này chúng ta sẽ new một cái class. Như vậy thì trong cái class này mình xem thử là nó có cái class gọi là abstract hay không. Có trong phần Java nè, không có đúng không? Không có thì mình tạo bình thường. Động vật, và cái class động vật này chúng ta sẽ khai báo nó là abstract. Như vậy thì cái lớp của chúng ta tại sao nó là abstract thì nhắc lại một số bạn chưa học. Như vậy abstract này mục đích của chúng ta, động vật thì có nhiều loại, chó mèo heo gà gì đó. Như vậy thì mỗi loại nó có một cái cách để phát ngôn riêng của nó gọi là speech. Như vậy mình khai báo một cái hàm public liên quan đến phần speech của nó. Ủa, copy không được, đóng lại mở lại có lẽ được, lâu lâu nó bị lỗi. Đóng cái này lại luôn coi, rồi đóng lại hết, mở ra lại thì được. Cái đó các bạn học qua kiểm thử thì các bạn sẽ nêu ra một vấn đề kiểm thử cực lớn đó. Java 2 đa hình. Rồi mình đã có được cái lớp. Nếu như bình thường chúng ta khai báo public void speech không có gì để phát sinh lỗi cả. Nhưng nếu như bạn đây vụ gì đây, lỗi không? Đây chỗ này nếu như bình thường các bạn định nghĩa một cái class như thế này là ổn, tức là có cái ruột. Còn nếu mà trong trường hợp bạn không viết code mà bạn chỉ chấm phẩy thôi thì chỗ này chúng ta phải để cái lớp nó ở dạng abstract. Thì ok, tức là cái phương thức này chưa viết được. Và nếu như public void space là abstract thì bản thân cái lớp này phải abstract, miễn là có một phương thức hoặc là một thuộc tính mà không biết thì coi như cái lớp đó chưa biết hết. Đó là định nghĩa. Định nghĩa tiếp theo mình sẽ khai báo một cái lớp mới, chó. Slide vậy mà. Slide vậy thì mình làm vậy thôi. Rồi trong cái lớp này đối với lại chó thì nó không phải là gâu gâu mà nó lại kêu theo tiếng Anh. Chó này là chó tiếng Anh nha, không phải chó tiếng Việt. Rồi và trong này thì chúng ta sẽ kế thừa từ từ động vật extend. Điểm danh
extend động vật. Và khi chúng ta extend động vật thì nó lại xuất hiện lỗi. Vậy lỗi đây là lỗi gì? Lớp chó. À thì không được, bởi vì cái lớp động vật nó có một cái method là abstract. Thì nhiệm vụ của chúng ta ở đây, chúng ta phải viết lại cái hàm này. Đó, viết lại cái hàm này. Và nó cho mình override lại cái phương thức. Và lúc này hết lỗi. Đây là cái lệnh người ta gợi ý cho mình. Bây giờ mình viết lại ở chỗ này. Lỗi gì biết không? Ok. Rồi. Này là chó sói đúng rồi. Tiếp tục, mình sẽ có động vật nữa là mèo. Mèo cũng được kế thừa từ động vật. Động vật. Và lúc này tất nhiên chúng ta cũng phải viết lại. Và trong phần này thì đối với động vật mèo chúng ta cho nó kêu. Hơi bị ngộ ha. Chó thì kêu tiếng Anh mà mèo thì kêu tiếng Việt. À, chó kêu tiếng Anh, mèo kêu tiếng Việt. Mèo kêu tiếng Việt. Rồi, một con nữa là con vịt. Kế thừa từ động vật. Và lúc này chúng ta cũng viết lại. Con mèo. Và như vậy chúng ta đã viết xong 3 lớp. Đã viết xong 3 lớp riêng. Chó, mèo, gà, vịt gì đó. Chúng ta đã viết xong. Động vật chó, mèo, vịt. Bây giờ mình sẽ viết một cái lớp đa hình main. Đa hình main. Trong lớp này chúng ta cần hàm main để chạy. Hàm main để chạy. Nếu như các bạn khai báo là chó, chó bằng new chó chấm phẩy chó chấm speed, không có gì để bàn. Nếu mà chúng ta chỉ khai báo trực tiếp giống như vậy. Tương tự mèo, bằng new mèo, mèo chấm speed. Vịt bằng new rồi. Nếu như mà mình làm như vậy á thì không có gì để bàn cả.
Rồi, không có gì để bàn. Nhưng mà trong trường hợp ba cái biến chó mèo này mình khai báo cùng phía trước này là động vật. Đó, bây giờ mình khai báo ngược lại đi. Khai báo ngược lại chỗ này. Động vật. DV đi. Bằng new động vật. Được không? Dạ không. Dạ bị sắp rồi này. Khi mà chúng ta khai báo lấy cái class động vật này để làm biến làm kiểu dữ liệu khai báo, thì khi các bạn enter nó yêu cầu các bạn phải override lại cái phương thức speed nó mới chịu, còn nếu không thì nó không chịu. Vậy đối với động vật chúng ta không có new trực tiếp được, mà giả sử chỗ này các bạn sẽ khai báo một biến và bạn new thì được, cũng là động vật mèo, new mèo cũng là động vật, khai báo vịt, new vịt thì được. Đó gọi là đa hình. Thì sau này nó có một cái rất là hay ở chỗ này. Ví dụ như các bạn làm chương trình phần mềm để quản lý nhân viên. Nhân viên là bắt đầu từ con người. Con người thì chúng ta sẽ có sinh viên kế thừa, nhân viên kế thừa, giảng viên kế thừa. Và lúc các bạn nhập thì cứ nhập con người. Còn mình chọn là nhập giảng viên thì nó thêm những cái thuộc tính phương thức giảng viên. Sinh viên thì nó thêm các thuộc tính phương thức của sinh viên. Thì cái đa hình mục đích là như vậy. Và cái quan trọng là các bạn quản lý cái array list á, là danh sách nhân viên á, là có một danh sách duy nhất là con người. Mục đích của đa hình là vậy. Bây giờ mình khai báo vậy thì thấy cũng chưa có gì hay đúng không? Chưa có gì hay. Bởi vì lúc này chó, mèo, vịt là nó độc lập với nhau. Nhưng giả sử mình không khai báo vậy, mình cải tiến, mình dùng một cái array list. Thử coi nào. Mình dùng một cái array list danh sách động vật. Danh sách động vật. Array list này các bạn sẽ cho vô đây. Động vật. Bằng new array list. Được. Mặc dù động vật là abstract nhưng mà bạn khai báo vậy ok. Được không? Bây giờ mình sẽ gán danh sách động vật thứ y, mình add nó vô. Add new chó. Động vật tiếp theo chấm thêm vào new mèo. Động vật tiếp theo new vịt. Đấy, thì các bạn thấy là cái ví dụ về đa hình nó rõ hơn. Ví dụ về đa hình nó rõ hơn. Bây giờ mình đã có được danh sách động vật rồi. For
For. Rồi, for bình thường thứ đi, rồi for x sau. Bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn danh sách động vật chấm chấm phẩy y cộng cộng, được chưa? Danh sách động vật chấm chấm gì? Ghét, ghét y chấm chấm speed. Mặc dù động vật lúc đầu mình viết là gì? Abstract. Cái phương thức speed của chúng ta cũng là abstract. Nhưng bây giờ chạy được không? Vi diệu. Cực kỳ vi diệu. Thấy không? Cái hay của đa hình là vậy. Còn cái ví dụ trong slide này nó chưa lột tả được. Chưa lột tả được cái đa hình. Tất nhiên mình khai báo chỗ này nêu chó, nêu mèo, nêu vịt thì ra đây mình gọi thôi, có gì đâu. Nhưng mà đây mới là vấn đề mà chúng ta cũng y chang vậy thôi à. Nhưng mà cái ví dụ nó sinh động hơn. Cái ví dụ nó hay hơn. Mình nhận thấy được cái đa hình. Và sau này mình quản lý nhân viên, ví dụ có cái bài, nó có cái bài luôn á, về quản lý sinh viên IT, sinh viên BIT. Vậy nếu như mà các bạn không dùng đa hình thì các bạn sẽ tạo cho mỗi khối ngành một cái array đi. Còn mình làm như thế này thì cả trường chỉ có một array thôi. Nhưng mà mỗi sinh viên có một cái cách tính điểm đi. Nó hay là ở chỗ này. Đó là về đa hình. Được chưa? Đó. Như vậy thì cái video này